Kế hoạch làm giàu năm 2023. Hôm nay Phương chia sẻ cho các anh chị một cái bí mật trong kinh doanh của những cái người giàu có. Nếu các anh chị năm 2023 các anh chị đang kinh doanh mà chưa có thành công, và nếu như mà các anh chị đang có mong muốn để phát triển công việc kinh doanh năm 2023 để tạo ra một cái sự đột phá về tài chính, để giúp cho các anh chị tự do tài chính, thì Phương chia sẻ cái kinh nghiệm của Phương đã ứng dụng cái bộ công thức của những cái tỷ phú trên toàn thế giới. Đó là các anh chị hãy tập trung xây dựng cái thương hiệu cá nhân và tập trung tạo cái sức ảnh hưởng đối với thị trường. Các anh chị có đồng ý với Phương là hai cái người cùng kinh doanh một mặt hàng thì tại sao một người thành công còn một người không thành công? Không phải là cái mặt hàng, không phải là cái sản phẩm, là vì cái giá trị của họ và vì cái sức ảnh hưởng của họ đối với thị trường. Các anh chị có thấy rằng những cái người họ nổi tiếng, họ có sẵn một cái cộng đồng fan á, khi mà họ cũng kinh doanh, họ cũng livestream bán hàng, họ cũng livestream bán quần áo, nhưng mà họ đưa lên cái nào hết cái đó, họ chốt một ngày có thể ngàn đơn, vài ngàn đơn. Hoặc là họ cũng kinh doanh nước hoa, họ kinh doanh mỹ phẩm, họ kinh doanh những cái rất là nhiều cái mặt hàng. Nhưng mà có nhiều người thì họ cũng cùng kinh doanh cái sản phẩm đó, nhưng họ không có bán được đơn hàng, hoặc là que có vài đơn hàng. Vậy các anh chị, câu hỏi đặt ra đó là gì? Các anh chị có sức ảnh hưởng bao nhiêu đối với thị trường? Và các anh chị có giá trị gì trao cho thị trường? Chứ không phải là cái sản phẩm. Tại vì bây giờ các anh chị thấy cái nhu cầu của thị trường đã thay đổi rồi, và cái nhu cầu của con người đã rất là thay đổi. Họ có mong muốn được kết nối cá nhân với cá nhân, họ mong muốn được đáp ứng những cái nguyện vọng, những cái nhu cầu của họ, những cái vấn đề của họ gặp phải. Vậy thì các anh chị năm 2023 các anh chị cần học cách gia tăng cái giá trị bản thân của mình, cũng như là cách gia tăng cái sức ảnh hưởng đối với thị trường. Nếu các anh chị chưa có chiến lược, hãy tham gia cùng với Phương. Phương sẽ gửi tặng cho các anh chị một cái bộ công thức để giúp cho các anh chị trở thành một con người có giá trị, giúp cho các anh chị trở thành một cái con người có sức ảnh hưởng đối với cộng đồng. Vì khi mà Phương hiểu được cái yếu tố này, trước Phương cũng đã kinh doanh rất là nhiều. Phương đã từng cũng làm từng tư nhân, cũng làm trung tâm tiếng Anh, cũng đi bán hàng những cái mặt hàng, cũng tham gia vào những cái hệ thống bán hàng nhưng không thành công. Vì lúc đó chỉ tập trung đi sản phẩm và không có gia tăng cái giá trị bản thân của mình, cũng như không có sức ảnh hưởng đối với ai cả. Thì lúc đó làm một cái việc đó là mình chỉ đăng những cái bài bán hàng hoặc là đi giới thiệu, thì giới thiệu chỉ có xung quanh những cái người thân, những cái người bạn bè của mình thôi. Họ mua hàng của mình bởi vì họ tin tưởng cái sự uy tín của mình. Còn nếu bây giờ các anh chị muốn phát triển một cái công việc kinh doanh nó phát triển một cách thịnh vượng và tạo ra một cái cộng đồng lớn, hay là mở rộng cái doanh nghiệp mình ra một cách một lớn, thì các anh chị thôi tập trung vào sản phẩm. Tại vì sản phẩm các anh chị, người ta chỉ cần gõ trên Google, Internet thì rất là dễ dàng để có thể tìm kiếm những cái thông tin về sản phẩm. Nhưng các anh chị hãy tập trung cái chiến lược đó là hãy tập trung gia tăng giá trị bản thân mình và gia tăng cái sức ảnh hưởng lên thị trường. Nên ngày hôm nay các anh chị phải liên tục lên cho mình một cái kế hoạch để gia tăng cái giá trị nội tại của mình và tạo cái sức ảnh hưởng cho thị trường. Các anh chị hãy nhắn tin cho Phương, Phương sẽ gửi tặng cho các anh chị một cái bộ công thức mà Phương đã học từ những cái doanh nhân thành công, những cái tỷ phú, để mình trở thành một cái con người có giá trị và giúp đỡ cho bất kỳ ai mình có thể gặp được, từ cái việc mà tài chính, sức khỏe, mối quan hệ hay tất cả những khía cạnh trong cuộc sống, mình đều có thể hỗ trợ và giúp đỡ cho họ. Thì chính nhờ cái công thức này đã giúp cho Phương kinh doanh rất là thành công.